Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648-mile driving range. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. Xin trân trọng chào đón quý vị đến với chương trình tin tức phát hình live của Lido Sài Gòn TV cùng Lê Thái và Thanh Mai. Và thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ tư, ngày 9 tây tháng 2 năm 2022. Xin gửi lời chào tới Lê Thái, ngày đầu năm trở lại làm việc cùng với Lê Thái. Dạ vâng, Lê Thái xin gửi lời chào đến quý vị khán giả và em xin chào chị Thanh Mai. Đầu năm đầu tháng gặp nhau vui ha. Vui quá trời. Dạ vâng. Thưa quý vị, thời tiết ngày hôm nay nóng ơi là nóng. Nhưng mà Lê Thái vừa bước vào đài cho Thanh Mai một cái tin còn nóng hơn là thời tiết ở ngoài nữa thưa quý vị. Nhưng mà cái tin này nãy giờ Lê Thái năn nỉ lắm. Em xin chị, em van chị đừng có thưa lại quý khán thính giả là tại vì đợi từ từ em đang hồi hộp cái tin này vừa hơi hồi hộp mà cũng hơi vui vui. Thanh Mai nói thôi được rồi, bây giờ mua chuộc cái gì Thanh Mai sẽ không có khai với quý vị, nhưng mà rồi từ từ quý vị cũng sẽ biết. À nhưng mà ngày hôm nay thì thời tiết mình lại nóng. Dạ vâng, thời tiết Cali của chúng ta riêng ngày hôm nay thì nóng hừng hực luôn, em không biết lý do tại sao. Nó thay đổi liên tục như vậy làm cho mình rất là khó chịu đúng không Thanh Mai? Quá là khó chịu luôn, mà cái khổ cho Thanh Mai thưa quý vị, cái xe Thanh Mai, cái máy lạnh nó bị hư. Tháng mấy nay không có sửa tại vì đang muốn mua xe mới. Mà Lê Thái nói chị ơi, bây giờ chị mua xe chị cũng bị mua hớ tại bây giờ xe cũng đang mắc. Thành ra đành lòng phải đi xe không có máy lạnh, mở cái cửa sổ ra gió dù dù, tóc nó bay đường tóc, lông nheo nó bay đường lông nheo vậy đó. Dạ vâng, hiện nay thì nếu như mà với cái xe mà bị hư như vậy thì em nghĩ là chị Thanh Mai cũng ráng mà cầm cự đi để mình mua được một chiếc xe nó tốt hơn. Và nếu như mà đi ở cái đường phố Cali của mình thì em nghĩ là khí hậu mà nó cũng ok, không đến nỗi mà nóng lắm để mà chúng ta phải sợ đúng không? Mở kính ra chúng ta quay kính xuống thì có thể là nhiều khi Thanh Mai trang điểm này nọ thì nó chỉ lật lông mi lên thôi chứ không bị gì. Nghe là thấy diễn tả mà cái kính quay Thanh Mai nhớ hồi xưa cái xe mà chưa có xe tự động thưa quý vị, cái cửa kính mình quay như vậy nè, sao cái thời đó nó xa xưa quá hả? Dạ vâng, và nhiều khi mấy cái quạt nước, cà quạt nước phía trước xe nó bị hư nữa là khổ lắm, nhiều chiếc xe. Tại vì người nhà em hồi đó có người đã bị như vậy rồi. Thật ra lúc mà đi mà trời mưa ở ngoài freeway á, là mưa nó xối xả luôn, phải có người phía ở ngoài mở cửa sổ xuống mà lau cái xe, rất là tội nghiệp. Những cái thời mà hồi mà những người mà qua Mỹ mà cách đây khoảng chừng mười mấy hai chục năm, rất là khổ đúng không chị Thầm? Thời này vì mình sướng quá nên mình quen rồi thưa quý vị. Thời tám với lại quý vị đủ rồi. Mời quý vị theo dõi phần tin Việt Nam với những bản tin chính sau đây. Nhật không có kế hoạch hỗ trợ tài chính cho nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Thủ tướng buộc thôi việc Thứ trưởng Y tế. Việt Nam nhận thêm vaccine do Trung Quốc tặng nhưng nói phải kiểm tra rồi mới chích. Và sau đây là bản tin chi tiết. Xin mời quý vị theo dõi cùng Thầm Mai. Cảm ơn Lê Thái. Thưa quý vị, tin Việt Nam cũng cho biết thì hãng lọc dầu Idemitsu Kosen lớn thứ hai của Nhật Bản vừa cho biết là họ không có kế hoạch cung cấp hỗ trợ tài chính mới cho nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn của Việt Nam, nơi đã phải cắt giảm sản lượng xuống 80% do thiếu kinh phí. Theo tin từ Reuters, nhà máy lọc dầu lớn nhất của Việt Nam vừa mới tránh được tình trạng phải ngừng hoạt động kéo dài vào tháng trước, sau khi một cổ đông lớn bảo đảm nguồn vốn ngắn hạn sau những bất đồng giữa các cổ đông về việc cấp vốn để mua dầu thô và trước đó đã cắt giảm mức độ vận hành. Ông Yoshitaka Unuma, tổng giám đốc hãng Idemitsu Kosen cũng cho biết, nhà máy lọc dầu đang thực hiện các biện pháp để mà đưa tốc độ vận hành trở lại mức bình thường, nhưng mà không cho biết mốc thời gian là khi nào. Hãng Idemitsu Kosen có 31.1% cổ phần trong nhà máy lọc dầu có công suất 200.000 thùng một ngày, là nơi đáp ứng tới 1/3 nhu cầu xăng dầu của Việt Nam. Tuy nhiên, khi được hỏi là liệu Idemitsu có cung cấp hỗ trợ tài chính mới cho Nghi Sơn hay là không, thì ông Unuma cũng cho biết hiện tại thì không có kế hoạch như vậy. Và chiếm thị phần khoảng là 35% thông tin về khả năng dừng hoạt động của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đứt đoạn nguồn cung xăng dầu thị trường nội địa. Và kính thưa quý vị, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính đã buộc thôi việc ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng của Bộ Y tế, với lý do vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác. Đồng thời, ông Chính cũng xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Y tế là ông Cao Minh Quang với lý do tương tự.
Quyết định này đã được ông Thủ tướng ký ngày 28 tháng 1 nhưng nay mới được báo đài trong nước đưa tin. Trước đó, ông Cường đã quyết định khai trừ đảng, còn ông Quang thì bị cách chức tất cả các chức vụ liên quan tới đảng. Hồi tháng 12 năm 2021, ông Cường bị bắt giam để điều tra vụ án hình sự buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức quyền trong khi thi hành công vụ và xảy ra tại Sài Gòn. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, thưa quý vị, ông Cường vốn là Cục trưởng Quản lý Dược từ năm 2007 và giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế từ năm 2016. Còn ông Cao Minh Quang là người tiền nhiệm của ông Cường, bị xác định là người liên quan trong vụ án để Việt Nam Pharma nhập thuốc giả Health 2000 Canada. Ông Quang giữ cương vị là Cục trưởng từ năm 2004 đến năm 2007 và sau đó là làm Thứ trưởng Y tế đến năm 2013. Việt Nam vừa nhận thêm 300.000 liều vaccine Verocell của Trung Quốc ngày hôm 8 tháng 2. Theo tin Tuổi Trẻ, đây là vaccine do Bộ Quốc phòng Trung Quốc tặng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Cũng theo từ tờ Tuổi Trẻ, tại lễ bàn giao, ông Thượng trưởng Hoàng Xuân Chiến là cảm ơn sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng Trung Quốc và khẳng định đây là món quà rất có ý nghĩa của quân đội Trung Quốc dành cho quân đội nhân dân Việt Nam, thể hiện tình cảm láng giềng hữu nghị, gắn bó đoàn kết giữa hai quân đội nói riêng và hai nước nói chung. Nhưng mà điều khiến người ta chú ý nhất là ông Thượng tướng cho biết số vaccine Trung Quốc này sẽ được mang đi kiểm định. Nếu đạt được tiêu chuẩn chất lượng thì sẽ được tới các cơ sở y tế để chích cho người dân. Kính thưa quý vị, bà Nguyễn Thị Khanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Green ID, vừa bị Công an thành phố Hà Nội bắt giam ngày hôm 9 tháng 2 điều tra hành vi trốn thuế. Năm 2018, bà Khanh là người Việt đầu tiên nhận giải thưởng môi trường Goldman, giải thưởng lớn nhất thế giới dành cho các nhà hoạt động môi trường cơ sở. Truyền thông Việt Nam từng gọi bà là anh hùng môi trường qua công tác về kết nối mạng lưới môi trường, từ năng lượng xanh cho đến ô nhiễm không khí. Theo tiểu sử, bà Nguyễn Thị Khanh sinh ra trong một gia đình nông thôn tại Bắc Am, ở miền Bắc của Việt Nam. Bà Khanh theo học lịch sử và tiếng Pháp, ngoại giao và từng dự định trở thành một nhà ngoại giao. Tuy nhiên, bà đam mê với lĩnh vực môi trường và sau khi tốt nghiệp đại học, bắt đầu làm về bảo tồn tài nguyên nước và phát triển cộng đồng cho một tổ chức phi lợi nhuận nhỏ của Việt Nam. Bà là thành viên sáng lập Liên minh Năng lượng Bền vững Việt Nam, một mạng lưới gồm 11 tổ chức Việt Nam và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực môi trường và xã hội cùng hợp tác về các vấn đề năng lượng khu vực. Bà Khanh sinh năm 1976. Vào thời điểm bị bắt, bà vẫn đang là giám đốc Green ID. Trong thời gian qua, có rất nhiều người nổi tiếng tại Việt Nam từ nhà báo cho đến những người hoạt động vì tự do dân chủ đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giam và kết án với cùng tội danh trốn thuế một cách khó hiểu. Có khoảng 5.000 công nhân công ty Việt Glory ở Diễn Châu, Nghệ An tiếp tục đình công sang ngày thứ ba liên tiếp. Các yêu cầu về vấn đề tăng lương và các khoản tiền thụ cấp vẫn chưa được đáp ứng thỏa đáng. Cuộc đình công bắt đầu từ ngày thứ hai 7 tháng 2 với yêu cầu tăng lương cơ bản và được hưởng tiền thâm niên. Ngày hôm 8 tháng 2, phía công ty Việt Glory đã ra văn bản hứa là tặng tiền bữa ăn cho công nhân từ 18.000 lên tới là 20.000, tăng trợ cấp tiền xăng xe từ 200.000 lên tới 260.000 mỗi tháng. Tuy nhiên, những đòi hỏi quan trọng của công nhân là tăng lương cơ bản và được hưởng tiền thâm niên thì không được giải quyết. Và không chấp nhận với nội dung văn bản trả lời và mức cải thiện thụ phụ cấp của công ty tới chiều ngày 9 tháng 2 và công nhân vẫn chưa quay trở lại làm việc. Dự kiến ngày mai, giới lãnh đạo công ty và một số đại diện công nhân sẽ đối thoại trực tiếp để mà giải quyết những vấn đề băn khoăn của người lao động. Vừa rồi là phần tin Việt Nam. Chúng tôi trở lại phần tin quốc tế sau phần bảo trợ của đài. Cảm ơn quý vị.